Mở đầu sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tính đến cuối giờ ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin cập nhật thì ngày hôm qua, thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam và thế giới đã ghi nhận 198.752 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 7.989 trường hợp tử vong, 117.847 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc. Tại cuộc họp ngày hôm qua, thì Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh thì tính đến thời điểm 22 giờ 50 phút ngày hôm qua ngày 18 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên là 76 người. Các bệnh nhân 69, 70, 71, 72 ở Hà Nội, bệnh nhân 72 mang quốc tịch Pháp đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, bệnh nhân 73 ở Hải Dương đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện Thanh Miện, bệnh nhân 74 ở Phú Thọ đang được cách ly tại trung tâm y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bệnh nhân 75 ở thành phố Hồ Chí Minh đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Giả chiến Củ Chi. Bệnh nhân thứ 76 là nam giới, 52 tuổi, mang quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay mang số hiệu TK162, nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3, bệnh nhân đã đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế. Bệnh nhân đã đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân số 76 cũng đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và hiện nay thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định.